Tổng thống Trump tấn công ông Sachsen, đổ lỗi DOJ gây bất lợi cho GOP trước bầu cử giữa kỳ. Tổng thống Donald Trump đã tăng cường tấn công vào Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff section hôm thứ Hai, đổ lỗi rằng Bộ Tư pháp đã đưa đảng Cộng hòa những khó khăn gây bất lợi trong bầu cử giữa kỳ với những cáo trạng chống lại hai nghị sĩ GOP gần đây. Trong cuộc tấn công mới nhất nhắm vào truyền thống tư pháp độc lập Ông Trump đã thuyết rằng các cuộc điều tra về hai dân biểu GOP đã có từ giai đoạn Obama dẫn đến việc truy tố trước khi bầu cử và do phòng tư pháp Jeff Sessions tiến hành. Sự độc lập đã có từ nhiều năm nay của Bộ Tư pháp Tổng thống Donald Trump gửi tweet ra rằng các cuộc điều tra có từ thời Obama về hai dân biểu rất sáng giá của đảng Cộng Hòa đã đưa đến việc truy tố ngay trước cuộc bầu cử giữa khóa. Và do Bộ Tư pháp của Jeff Sessions tiến hành hai chiến thắng dễ dàng bây giờ trở nên khó khăn vì không còn đủ thời gian những bình luận ngụ ý của tổng thống cho rằng bộ tư pháp có mục đích chính trị khi đưa ra quyết định truy tố hai dân biểu cho thấy tổng thống trump bất chấp vai trò độc lập của cơ quan này ông thường thể hiện ông xem nhánh tư pháp chỉ là một cơ quan thi hành luật pháp và hơn nữa chỉ là một bộ phận để thực hiện những đòi hỏi của chính trị và cá nhân của ông tuy nhiên các nhà điều tra không bao giờ để các liên minh chính trị của nghi phạm làm ảnh hưởng đến cuộc điều tra của họ Ông Trump đã không giải thích chi tiết các cáo buộc và đề cập tên các đảng viên Cộng hòa bị truy tố, nhưng rõ ràng hai đảng viên GOP mà ông đang nhắc đến là hai đảng viên Cộng hòa đầu tiên chấp nhận ông trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Cả hai đều bị truy tố về các tội danh khác nhau vào tháng trước, đó là dân biểu Duncan Hunter của California về tội dùng tiền quỹ vận động tranh cử cho các mục đích cá nhân và dân biểu Chris Collins của New York về tội gian lận chứng khoán. Cả hai đều bác bỏ cáo buộc. Theo cáo trạng, cuộc điều tra về Hunter bắt đầu vào tháng 6 năm 2016 và Collins bắt đầu từ năm 2017. Hunter không thấy hứng thú với kỳ bầu cử năm nay, trong khi Collins quyết định không tái tranh cử sau khi bị truy tố. Cả hai vẫn còn khả năng tranh cử cho GOP, nhưng các cáo buộc làm tăng triển vọng của Đảng dân chủ phát ngôn viên của ông sarson từ chối bị luận và tòa bạch ốc đã không bình luận ngay lập tức ông trump cũng không xuất hiện trong sự kiện công cộng nào hôm thứ hai ông đã bước vội lên một chiếc xe đang chờ nhưng ngay sau đó quay trở vào bên trong tòa bạch ốc mà không đi đâu cả thượng nghị sĩ ben sassi đảng viên cộng hòa nebraska thuộc ủy ban tư pháp thượng viện đã chỉ trích bình luận của ông trump ông nói trong một tuyên bố hoa kỳ không phải là một nước banana republic trong đó có hai hệ thống tư pháp, một cho đảng đa số và một cho đảng thiểu số. Hai dân biểu trên bị buộc tội có bằng chứng rõ ràng chứ không phải do ai làm tổng thống. Khi cuộc điều tra bắt đầu, thay vì bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra, tổng thống Hoa Kỳ nên bảo vệ hiến pháp và quyền xét xử công bằng. Trước đây ông Trump từng buộc ông Sessions điều tra đối thủ của ông, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, không thể điều hành Bộ Tư pháp. Tổng thống Trump cũng thường xuyên công khai chỉ trích ông Sessions khi ông quyết định rút khỏi cuộc điều tra nghi án Nga vì lo ngại vai trò của ông trong ban vận động tranh cử cho ông Trump sẽ ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Các đồng minh chính trị của ông Trump, kể cả các thành viên đảng Cộng hòa trong quốc hội từ lâu, khuyên ông Trump nên sa thải ông Sachsen, đặc biệt là trước kỳ bầu cử tháng 11 để tránh gây tổn hại cho đảng. Nhưng một số lại khuyên Tổng thống Trump nên đưa ra các thay đổi sau kỳ bầu cử. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Nam Carolina nói với các phóng viên Tôi nghĩ rằng việc đó nên để sao sẽ có lúc một khuôn mặt mới, một giọng nói mới sẽ xuất hiện tại Bộ Tư pháp. Lãnh đạo Công đoàn Lao động chỉ trích Tổng thống Trump vào ngày lễ lao động. Trump ca, người đứng đầu Liên đoàn Lao động và các tổ chức công nghiệp Hoa Kỳ AFL-CIO bình luận với Fox News về các chính sách của ông Trump. Ông nói thật không may cho đến nay những điều ông ta làm chỉ khiến người lao động và công nhân bị tổn thương trước đó tổng thống đã ca ngợi tăng trưởng kinh tế trên Twitter ông nhấn mạnh các công nhân ở hoa kỳ đang làm tốt hơn bao giờ hết phát ngôn viên của trump ca john wepper đã từ chối bình luận về tweet của ông trump trump ca đã tỏ ra nghi ngờ trước tweet của ông trump hôm thứ bảy khi tổng thống nói rằng không cần phải thuyết phục canada đồng ý về thỏa thuận hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta trump ca cho biết không chủ nhật thật khó để thỏa thuận hoạt động mà không có Canada. Các nền kinh tế Mexico, Hoa Kỳ và Canada từ lâu đã được tích hợp. Trump ca đã gặp ông Trump cùng với các nhà lãnh đạo lao động khác vào tháng trước để bàn thảo về các vấn đề thương mại. Ông là một cá nhân có ảnh hưởng lớn đến các vấn đề thương mại. Các ý kiến của ông có thể ảnh hưởng đến việc thông qua các đạo luật thương mại. Đảng Dân Chủ đang nỗ lực để các thành viên công đoàn bỏ phiếu cho họ trong cuộc đua vào Quốc hội vào ngày 6 tháng 11 này. Myanmar kết tội các phóng viên Reuters. Hai nhà báo Reuters đã bị Miến Điện kết án 7 năm tù hôm thứ Hai do nắm giữ các tài liệu tối mật của nhà nước. Myanmar, nhiều người tin rằng đó là các báo cáo về sự kiện an ninh thảm sát 10 người Rohingya hồi năm 2017. Các phóng viên này là Walong, 32 tuổi, và Kiel So U, 28 tuổi, đang điều tra một cuộc thảm sát hồi tháng 9 năm 2017 tại Indin, Kakini, Mayama, hai phóng viên bị bắt ngày 12 tháng 12 và bị cáo buộc lưu giữ các tài liệu tối mật chiếu theo đạo luật Colonial Era 1923 Officer Secrets. Hai phóng viên công dân Mayama đã bác bỏ các cáo buộc với tổng hình phạt tù 14 năm. Cả hai tuyên bố họ vô tội. Cảnh sát đã cấp phép cho việc điều tra của họ, nhưng sau đó họ đã bị các an ninh mặc thường phục bắt đi. Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đã kêu gọi chính quyền Myanmar trả tự do cho hai nhà báo vô điều kiện. Nhưng tòa án đã đưa ra phán quyết không khoan nhượng. Tổng biên tập Reuters Steven J. Adler gọi đây là một phán quyết bất công. Ông nói, hôm nay là một ngày buồn cho Myanmar và các phóng viên. Hòa lông, kiau u, đây là một bước tiến lớn trong việc chuyển đổi nền dân chủ Myanmar. Luật pháp và tự do ngôn luận cần phải được Myanmar cởi mở hơn. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Yangon đã gọi phán quyết là đáng quan ngại cho những ai ủng hộ tự do báo chí và chuyển đổi dân chủ. Ông Yangon đã kêu gọi Myanmar phóng thích hai nhà báo ngay lập tức. Trong một tuyên bố đại sứ quán nói rằng những sai sót trong trường hợp này cho thấy những lo ngại nghiêm trọng về luật pháp và tư pháp độc lập của Myanmar. Sự việc cho thấy một bước thụt lùi cho quyền tự do dân chủ tại Myanmar. Đại sứ Anh tại Myanmar Dan Church, cũng bày tỏ quan ngại và các nhóm nhân quyền quốc tế cũng lên án bản án bất công này. Hỏa hoạn thiêu cháy bảo tàng 200 tuổi tại Brazil Bảo tàng lịch sử và khoa học lâu đời đã quan trọng nhất của Brazil đã bị thiêu cháy. Phần lớn kho lưu trữ 20 triệu hiện vật giá trị đã bị phá hủy. Lửa đã phát cháy vào ban đêm sau khi bảo tàng đóng cửa, Hiện chưa có báo cáo về thương vong, nhưng sự mất mát đối với khoa học, lịch sử và văn hóa Brazil là rất lớn. Cristiana Serejo, một trong những phó giám đốc của bảo tàng, nói với G1 News Đây là một bảo tàng lịch sử lớn nhất châu Mỹ Latin. Chúng tôi có những bộ sưu tập vô giá, các bộ sưu tập đã hơn 100 tuổi. Luis Duarte, một phó giám đốc khác, nói với TV Global Đó là một thảm họa đã xóa đi 200 năm di sản của đất nước. 200 năm ghi lại các sự kiện, 200 năm khoa học. TV Globo cũng cho biết các nhân viên cứu hỏa không có đủ nước để dập tắt ngọn lửa. Không rõ ngọn lửa đã bốc cháy do đâu. Mercio Gomez, một nhà nhân chủng học và cựu chủ tịch của cơ quan Fonay, so sánh sự mất mát bảo tàng viện với việc thư viện Alexandria bị đốt cháy vào năm 48 before Christ. Người Brazil chúng ta chỉ có 500 năm lịch sử Bảo tàng quốc gia của chúng ta đã được 200 tuổi. Đó là những gì chúng ta có nhưng đã bị đốt cháy mãi mãi. Ông viết trên Facebook, chúng ta phải xây dựng lại bảo tàng quốc gia của chúng ta. Ông Duterte nói rằng chính phủ đã đổ lỗi vì không có nguồn lực hỗ trợ bảo tàng. Vào sinh nhật lần thứ 200 của bảo tàng hồi tháng 6, không một vị bộ trưởng nào xuất hiện. Trong nhiều năm chúng tôi đã chiến đấu với chính phủ để có đủ nguồn lực bảo tồn, nhưng bây giờ tất cả đã bị phá hủy ông nói tôi cảm thấy mất tinh thần và giận dữ